Và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ý xích từ 1/10 dọn chuyển cực chất full option với một cái gỗ common rất hợp lý. Không chỉ chăm chút trong hình ngoại thất, mặt cái bản dọn Easter 110 hôm nay cũng được nâng cấp về phần động cơ khá nhiều. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái chiếc xe đậu bên dưới đây nhé. Dàn áo thì vẫn giữ nguyên cái tông màu xanh sơ mi thần thánh đặc trưng của dòng Easter 110. Mâm sim size vỏ lớn cũng không có gì thay đổi, chứng tỏ người chủ muốn hướng tới cái độ đầm chắc khi chạy tốc độ cao. Cái cặp tay thảo nguyên bản cũng được tháo ra thay vào ở dụng cái kính của Spark chân inox. Theo cá nhân mình thì cái dòng kính này cũng khá là gọn gàng đơn giản, nhưng mang nét đẹp gì đó khiến cho rất nhiều người mê mẩn. Khuyết nhẹ bằng đầu chút để lên cái cụm thắng Race Boy ra ngoài. Là một cái bản phục vụ cho nhiều mục đích đi tour nên ánh sáng được nâng cấp khá nhiều, bao gồm cái chợ sáng bắt trình chân kính và một cái chợ đèn 2 tầng là ánh sáng chính của chiếc xe di chuyển ban đêm. Chèn chân trước được tinh chỉnh khá nhiều, tận dụng cái phục của LCM to lớn hơn xin, đem lại cảm giác nhúng nó im ái đậm chắc hơn dù đã đi tốc độ cao hay là qua những ổ gà. Cái dầu heo bấm nội nắp kết nối trực tiếp đến cái dòng Rambo lục lớn hàm ghế xứng. Điểm đầu chơi mang cái rất như xin nhưng kiểu dáng đến từ là TQ quận 6 và tạo hình nó đẹp hơn, vì vậy được nhiều anh em chơi xe này cũng khá ưa chuộng. Hai bên lốc máy tận dụng cái sản phẩm đến từ FZ110, bỏ qua cái màu sắc và kiểu dáng khác biệt hơn xin theo xe. Song song cùng đó là những cái chốt sợi da inox, cái đầu rất sáng bóng. Trang bị phía sau, cái con heo của Rambo lục lớn hàm ghế xứng được chỉnh chỉnh cải thác sao cho phù hợp kích thước đĩa thay thế cho các phần xe. Cánh mâm mặt lưng heo có thể cạc cứng dếp với nhau nên phải kê thêm cái thớt để dời ra bên ngoài tí xíu. Phía sau còn tích hợp phụ đồ chơi đi cùng với bình dầu rời kèm như chế độ tăng chỉnh, đem lại cái điểm tiện lợi hơn cho người sử dụng. Quay cho đâm dọn chuyển đẹp mắt với một cái gam màu khá đẹp. Việc ứng dụng phục vụ những chi tiết biến cái chiếc quay trầm trở nên lộng lẫy hơn, đẹp hơn thì người chủ tên là Nguyễn của bản đồ hôm nay bổ sung những món đồ chơi cực chất làm cho em ấy thêm chút giá trị cũng như mang đến hiệu năng khi vận hành. Đầu tiên, cái chiếc xe được trang bị cái cụm thắng của Rambo Asset phiên bản Costa, mức giá thị trường khoảng 6 triệu tài. Chứ bù lại, người dùng trải nghiệm được cái cảm giác bốc hành tốt hơn, chất liệu cao cấp bền bỉ hơn cái mẫu cụm Nissan theo xe. Bên cạnh là cụm tóc Dono đen kết hợp với Gasin sẽ tạo thành một gối đen nó liền lạc cứng cáp hơn. Người chủ phải là cái dầu heo đỏ kết nối trực tiếp vào con heo của Phantom 2 bánh xứng thông qua những chốc ghi nằm điện phân nơi cao màu vàng. Và điểm thắng ở đây chúng ta thấy đơn giản nhưng là món đồ chơi đến thì của Rambo. Dàn chân tận dụng cái nhìn của Excel, một cái dòng sản phẩm cực kỳ hot hiện nay trên thị trường bởi mức giá của nó khá là ổn. Và ra còn có phục Holding sản phẩm dành riêng cho quay riêng sử dụng chiều cao là 320, có cái chân phục như xin không chế chéo một cái ốc nhỏ nào hết. Phần đế đời so được hai sóng đến từ CNC để tăng thêm một chút thẩm mỹ. Các chân thì được phay lại tạo hình rất tinh tế và đầy góc cạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, subscribe.